xin chào tất cả các bạn đang xem video trên kênh Tâm sự cùng mẹ Rippy. Bây giờ cũng khoảng cỡ 4 giờ chiều rồi đó các bạn. Ở trên tay mèo là có một cái rổ có cà tím. Hồi trước á, mèo có quay video là cánh mèo chiêu cái coi cà tím cách đây khoảng cỡ 1 tháng á. Mèo có lưu video ở trên máy tính mà lại là cái hiện tượng mất video nữa các bạn. Mèo không hiểu sao cứ video mà mèo lưu trữ mèo lưu ở trên máy tính á là bay hơi không một dấu vết luôn. Thôi thì các bạn xem cái đoạn video là mèo trầm thôi nha. Lúc mà mèo ươm ở trong cái rổ này này, nó lên chắc tính sơ sơ khoảng cỡ 100 coi vậy đó, chứ không biết đâu. Mà cứ mèo không biết lý do làm sao á, cứ bữa nay nó chết 2-3 coi, bữa sau chết 7-8 coi, bữa kia chết 6-7 coi nữa, chết dần chết mòn, bây giờ còn có 8 coi à các bạn. Hồi trước nó lên chì nhâm như thế này này. Mèo biết là có một số coi nó bị yếu, nhưng mà mèo không nghĩ là nó chết nhiều tới mức cỡ đó luôn á. Thôi thì bây giờ còn nhiêu trộm nhiêu nha các bạn. Còn đúng 8 coi luôn á. Rồi bây giờ mèo trồng để giật này nha. Chưa đắt hết rồi. Bây giờ mèo sử dụng cái âm thanh tự nhiên của cái máy quay luôn, chứ mèo cũng không có dùng micro nữa, bởi vì nó dài nó vướng víu quá các bạn ơi. Thôi các bạn cứ thông cảm nha. Đây là cái cây cà tím đã lên 3 lá mâm rồi các bạn. Đây nè, bây giờ nó đang ra cái lá thứ tư này. Mèo sẽ bứng nguyên cái bầu đất như thế này luôn cho nó dễ sống nha. Hiện tại thì trời đang có mưa đó các bạn, nên là trồng nó sẽ dễ sống hơn. Rồi dẹp vào chỗ này thì nó cũng đã đà coi rồi các bạn. Bây giờ mèo trồng dẹp dọc phía bên này nữa nha.
Rồi các bạn, đây là những cái cây cà tím mèo mới trồng này. Bây giờ mèo sẽ cắm cây cho mấy cái cây này nha. Mèo phải cắm những cái cây như thế này này để cho ai ta đi ra ngoài này thấy cái cây này mà ní ra, chứ không thấy dặm gãy nó làm sao ha. Mèo cứ cắm làm dấu thôi. Hồi nãy mèo nói 8 cây đúng không? Nhưng mà mèo tính lại là 9 cây các bạn. Mèo tính lộn á. Rồi bây giờ mèo sẽ cắm cây cho những cái này nha. Cắm đỡ ai đi qua thì thấy ngõ mà ní ra chứ dậm nó một cái là tiêu luôn á. Đây là cái cây đu đúng này các bạn. Và nên nó lớn rồi nè. Rồi mèo sẽ qua đằng kia mèo cắm nữa nha. Cái này thì coi cách coi khoảng cỡ 1 mét. Bởi vì cây này lùm nó cũng to lắm các bạn. Đây này, đây là cái cây hồi trước mèo trồng, nó mạnh ghê lắm. Trồng cũng mấy năm rồi, nó cứ cẩu là mèo bấm cành bấm đồ hoặc là cái từ lên cây mới. Bây giờ cái gốc nó này các bạn thấy không, to ghê lắm. Coi đó là đại ca ở đây rồi. Sống lâu năm nhất ở đây ạ. Cái chỗ này nó cứng quá các bạn ơi. Thật lá cây nhỏ nhỏ game nó dễ. Một tay cắm một tay cầm cái quay nó hơi khó cắm. Ok, nó đang xíu làm mèo đóng lại chỗ này. Cái cây này có vẻ như nó to, nó thù lù khó cắm hay sao á. Rồi thôi, mèo xin kết thúc cái video tại đây nha. Mèo xuống cái cây này sâu chứ còn mèo quay như thế này thì hơi khó cắm. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mèo. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha.